Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm của bộ dàn Panasonic ạ. Em chuyển qua một đoạn nhạc nhẹ. Biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Dừng bước chân đầu ngõ, anh thấy nhà chờ cơ không tiếng cười trẻ thơ. Người người nhớ đợi chờ một màu lam thương nhớ. Hỏi thăm ai cũng biết tôi lên đường tòng chinh. Giờ tôi nghiệp nghênh, đời tôi đã vương kiếp phong trần rồi bạn ơi. Những chiều vui thành đô, anh có thương tôi đang gác giặc ngoài biên. Dạ vâng, em xin giới thiệu tới mọi người một bộ dàn đến từ hãng Panasonic. Bộ dàn được thiết kế với hai loa và mỗi loa gồm hai đường tiếng rồi nhá. Hàng tiếng bát thép. Loa thép thì có lưới sắt bảo vệ rồi, còn loa bát thì chúng ta có lưới vải đây. Chúng ta có lưới vải bảo vệ nhá. Đấy. Lưới vải bảo vệ. Hình thức thì bộ dàn có màu bạc và độ mới con này thì nó rơi vào tầm khoảng 80% mọi người, 80%, 70-80%. Đấy, hình thức thì mọi người nhìn video của em nhá. Đấy, bộ này trưng bày rất là đẹp rồi, sáng sang trọng và nhìn rất là sạch sẽ mọi người. Em lau chùi rất là kỹ nhá. Đấy, Panasonic, thương hiệu rất là nổi tiếng. Và bộ này thì rất là hay là nó có cái điều khiển đây. Nó có cái điều khiển từ xa. Đấy, chúng ta bấm điều khiển từ xa nha, tăng giảm volume này. Đấy. Tăng giảm volume. Anh biết rồi tại sao. Điều khiển từ xa cho anh chị em nào mà thích có cái khiển như này mới nhá. Bộ này là nó về kèm cái này, nó được dính vào đây luôn, rất là hiếm có những cái bộ dàn có khiển mọi người nhá. Này nó quấn bằng keo, nó dính luôn cho nên là đang còn lại đây. Đấy, này đi theo bộ mọi người nhá, giá bán là đi theo bộ cả bộ luôn. Đấy, em để như này tức là nó theo bộ luôn. Chức năng của này thì mọi người nghe cho em điện thoại, cho vì máy tính thôi. Bình thường này có thêm đĩa CD nữa, nhưng mà dòng này CD bộ này nó chết mắt CD rồi. Đấy, này chúng ta nghe điện thoại vì máy tính nhá. Nhưng mà cái mắt CD này nó rơi tầm, mắt mới thì nó rơi tầm khoảng 200.000. Nhưng mà em không thay nhá, để đây bán cho anh chị em nào mà không chơi CD thì chúng ta cái giá nó hợp lý hơn. Còn anh chị em nào mà thích chơi CD thì báo em để em thay chiếc mắt CD nhá, tầm khoảng 200.000 một mắt. Đấy, những cái nào mà hư hỏng mắt CD thì em để nguyên như vậy em đăng bán, để cho anh chị em nào mà không chơi CD thì chúng ta đỡ được một khoản. Đấy, còn anh chị em nào có nhu cầu thì em lại lắp thêm, lại cộng thêm vào. Đấy. Đấy, Panasonic mọi người nhá. Em đo kích thước ạ. Em xin phép để cái điều khiển dưới cái này ấy. Đấy, điều khiển này. Con này có chiều rộng tổng là 70. Chiều cao là 34 và chiều sâu của nó là 33 mọi người. Đây là về phần kích thước. Đấy, bộ dàn có đèn nháy rất đẹp mọi người nhá. Rất là sáng đẹp này, volume này. À, để nghe điện thoại thì vì máy tính nha mọi người, bấm hộ em với AUX đây nhá. AUX
con này có một cái điểm như này, tức là có một chức năng điện thoại TV máy tính thôi, nhưng mà nó lại có thêm chức năng là giải mã nữa, tức là giải mã có dành cho TV Smart TV đấy mọi người. Đấy, cổng này là rất là hiếm nhá, cổng này ít bộ có lắm đấy, ví dụ 10 bộ thì được 1 đến 2 bộ có thôi. Thì chúng ta bấm thêm một cái nữa là nó là đặt digital in, là cổng này cũng dành cho Smart TV, cổng quang của TV thông minh đó, giải mã đấy. Bác nào mà hay chơi cái cổng này thì bộ này có để cho các bác chơi luôn này, không cần phải mua thêm cái cục giải mã nữa nhá. Các bác đỡ được tầm khoảng 200.000, tức là thường TV Smart TV nhà bác thì có cổng quang, thì các bác mà muốn nghe cổng quang thì các bác phải mua cục giải mã nó tầm khoảng 200-300.000, mà giải mã bên ngoài thì chắc chắn sẽ không hay bằng cái mặc định của dàn đâu mọi người ạ. Đó, nên là này có tích hợp luôn nhá, tích hợp luôn đấy. Bấm AUX cho em nhá, AUX là cổng 3.5 này, 3.5 thông dụng là analog in này đấy. Em quay phía sau đây, đây mặt sau thùng vách này bằng gỗ hết mọi người nhá, bằng gỗ hết. Đây mặt sau này, loa máy thì rất là đẹp, vuông thể sang cạnh đây, vuông thể sang cạnh. Mỗi loa công suất là 60W, tổng mô này công suất 120 mọi người nhá, số seri là 2654. Bên này cũng vậy, loa rất là đẹp, góc cạnh rất đẹp, 2654 và số công suất là 60W, từ hãng 6 ohm. Đây là mặt sau của máy này, máy cũng bóng loáng luôn mọi người. Số seri nó bị mờ một chút rồi nhá, nó bị mờ rồi nên em đọc mấy số đầu thôi, 651 gì đấy, nó bị mờ mất mấy số cuối. Đấy, dây 3.5 này chúng ta nghe điện thoại thì vì máy tính này. Đây là dây loa, chạm loa cắm đúng màu cho em được. Bên này có cả radio mọi người nhá, có cả radio nhưng mà nó tần số của nó chỉ là đến 90MHz thôi, nên là chúng ta dùng cho khu vực ở trong Nam là em thấy có kênh, còn khu vực ngoài em dò không có kênh, khu vực ngoài Bắc là dò chưa được nhá. Có radio, đây bấm FM này, đó, đây là radio này, radio này, FM nó đang sôi này, tức là chưa có bắt được kênh thì nó sôi. Đấy, tức là khu vực của em thì không có cái tần số nào nó đáp ứng được cái giải dưới 90 cả. Đấy, nên là em nghe AUX. Rồi, cuối cùng là giá cả thì em để ở góc phải đây nhá. Ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em, để Zalo, và số điện thoại của em là 0976592986, em doanh nhau đi ô. Vâng, và em cũng xin phép dừng bộ này để chuyển qua bộ tiếp theo ạ.